đến với Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Giữa hàng nghìn hiện vật tài liệu được trưng bày, có một chiếc xe cút kít nhỏ bé thô sơ nhưng luôn thu hút sự chú ý của mọi người dân và du khách. Đó là chiếc xe cút kít đã cùng với một người nông dân quê Thanh Hóa làm nên một kỳ tích phi thường trong những tháng ngày lịch sử của dân tộc. Nhìn chiếc xe cút kít bằng gỗ nhỏ bé và thô sơ như thế này, ít ai có thể hình dung được một người nông dân đã sử dụng nó để vận chuyển hơn 10.000 kg lương thực trên một chặng đường dài hàng chục km. Chiếc xe do chính tay ông Trịnh Đình Bầm chế tạo để làm phương tiện vận chuyển lương thực phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm 1954, ông Bầm sử dụng chiếc xe này để vận chuyển lương thực từ kho lược huyện Thọ Xuân lên trạm luồng huyện Ngọc Lặc. Từ đây, lương thực được các lực lượng tiếp tục vận chuyển lên Điện Biên. Trong gần 4 tháng, cứ 3 ngày một chuyến, mỗi chuyến vận chuyển khoảng 280 kg, ông Bầm đã vận chuyển được gần 12.000 kg lương thực, được Hội đồng cung cấp Liên khu 4 tặng bằng khen, được tuyên dương toàn tỉnh Thanh Hóa. Phần cuối của bánh xe cút kít này khác các bộ phận khác, đó là được sơn son thiếp vàng. Đó là một phần của chiếc bàn thờ tổ tiên của gia đình bác, đã tự tay bác đã dỡ xuống để làm một phần cho bánh xe. Mà theo tín ngưỡng của người Việt Nam thì bàn thờ được coi là nơi linh thiêng, quan trọng, nhưng bác lại dám hiến dâng cái phần quan trọng đó để tất cả vì độc lập tự do của dân tộc. Và chỉ qua những sự thô sơ của chiếc xe và sự hiến dâng đó của những người dân công Việt Nam góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đó là xe cút kít. Sau khi mà được nghe hướng dẫn viên giới thiệu về cái chiếc xe cút kít này, thực ra trong lòng tôi bây giờ rất là xúc động. Và tôi cảm nhận thấy cái sự thiêng liêng và cái tình yêu tổ quốc của người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân của Thanh Hóa. Và đây là một cái tinh thần về chính nghĩa mà tôi cảm thấy là cực kỳ xúc động. Hôm nay là một cơ hội lớn khi tôi được lên đến Điện Biên vào hôm nay. Ông Trịnh Đình Bầm sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Định Liên, huyện Yên Định. Sau khi đi dân công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, trở về quê hương, ông lại bắt tay vào lao động sản xuất, sống bình dị như bao người nông dân khác. Giờ đây, ông đã khuất núi nhiều năm, nhưng mỗi khi nhắc đến, con cháu ông vẫn không giấu nổi niềm tự hào. Chúng tôi lớn lên thấy những việc làm của ông như thế thì tôi vẫn là tự hào là có một người bố cũng là đóng góp với nhà nước. Chiếc xe cút kít bằng gỗ nhỏ bé và thô sơ, nhưng lại chính là biểu tượng của sức mạnh lòng dân, thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần không ngại khó khăn gian khổ, tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì chiến thắng của người dân Việt Nam trong suốt những tháng ngày diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Câu chuyện cảm động về chiếc xe cút kít và người nông dân Trịnh Đình Bầm cũng thêm một lời lý giải cho câu hỏi vì sao một đất nước còn nghèo nàn lạc hậu như Việt Nam lúc bấy giờ lại có thể đánh thắng kẻ thù xâm lược hùng mạnh với vũ khí hiện đại trong trận đối đầu lịch sử cách đây tròn 70 năm.